chào quý khán giả trong kênh YouTube Út Trưng. Hôm nay Út Trưng đi quay cái đoạn đường từ cây cầu Củ Chiên đó quý vị, cây cầu Củ Chiên đi về chợ Thơm để quay cái đoạn đường này. Đi giờ quay cái cầu Củ Chiên cho quý vị coi ha. Đây nữa, đây là Bến Tre đi qua bến Trà Vinh đó quý vị. Đây là cầu Củ Chiên, cầu Củ Chiên tôi đến đây là nửa cái cầu có trở lại của mình đây ở bến bị dịch ở bến họ cấm mình không cho mình qua quý vị, cấm không cho qua.
lòng. Bây giờ chạy về đây là cái cầu Tân Điền nè quý vị, cái cầu Tân Điền. Bên đây là cầu. Đầu cầu bên này là bên này thuộc cái ấp Thịnh Long.
đây bên đây đồng hồ cảnh sáng lớn hả? Bên đây đường về ăn cái tây nó gì nó đường nè, đường này về ăn cái tây này đây này đó thằng chỗ này ăn cái tây. Xe đèn xanh cho chạy đổ qua đổ que cấm đường à, ngã tư này là giao thông thơm nè quý vị, ngã tư này à, đây ngã tư đèn xanh đỏ cái xăng cái sắt cầu gì ấp An Lộc Dòng, cái xăng cầu gì xăng cầu gì này ấp An Lộc Dòng, cái xăng cầu gì ấp An Lộc Dòng. Chợ thơm á.
còn thơm, còn thơm. Tôi đậu giữa cái cầu thơm này, tôi quay cho chia sẻ cho quý vị nha. Đây là giữa cái cầu thơm này quý vị. Đây là cầu thơm. Đường này về máu cài nè quý vị. Hồng bằng dừa dữ lắm. Đường này về máu cài á, xanh quanh cây cầu thơm máu cài. Cái đó là cái chùa, chùa Vĩnh Bửu, chùa Vĩnh Bửu. À, xong này đây đây ra xong cái kia. Và trong cái phía đầu cầu bên đây là khách hàng tầng này quý vị, trong bên đầu cầu bên đó là xã Khánh Thành, bên đây là xã Khánh Thành. Xã đang qua xã Khánh Thành đang ha. Xin chào quý khách. Thank you.
kết thúc video tại đây quý vị, chia sẻ đến quý vị.